bao giờ. Ai ăn thì tự làm thôi chứ ai đâu mà bán. Gánh bánh tráng trộn là đời, ai ăn thì tự trộn, khiến dân mạng bật cười. Hàng bánh tráng trộn này hiện đang viral khắp cõi mạng, không phải vì món ăn ngon, mà bởi vì ai muốn ăn thì cứ tự nhiên mà trộn. Chứ may mắn lắm, hoặc phải có duyên tiền định thì mới được người bán trộn cho. Gánh bánh tráng trộn má đen đã trở nên quá thân quen với nhiều thế hệ sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là ở gần khu vực Vincom Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1. Theo đó, mỗi khi có người mua hàng, má đen thường để khách tự trộn, tự trả tiền. Trong khi đó, bà phải làm công chuyện khác như tám chuyện cùng gánh hàng kế bên hoặc ngủ. Có hôm khi khách ghé qua hỏi mua hàng, má đen còn dõng dạc tuyên bố, tự làm đi, ai rảnh đâu mà bán, rồi quay sang buôn chuyện cùng bạn của mình. Tuy vậy, khách vẫn rất thương má đen, thương như người trong gia đình, chẳng buồn hay giận mà vui vẻ mua bánh tráng trộn theo phong cách tự phục vụ. Chắc hẳn người ta thích mua bánh tráng trộn của má đen là vì cô mang đến cho họ sự gần gũi, thân quen, tin tưởng như người trong nhà giữa thành phố đầy hoa lệ này. Bánh tráng của má đen có giá từ 25.000 đến 35.000, tùy thuộc vào yêu cầu của khách. Hương vị bánh thì tùy vào nhu cầu sở thích khách hàng. Nhưng chắc hẳn điều khiến gánh bánh tráng trộn này trở nên đặc biệt trong lòng của thực khách, chắc hẳn là phong cách phục vụ là đời của chủ gánh má đen. Các bạn nghĩ sao về gánh bánh tráng trộn từ phục vụ này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.